tôi biết tin này thì mừng lắm Cuối cùng sự hy sinh của anh cũng được đền đáp xứng đáng Đàn ông thường được gắn cái mác bạc tình dễ thay lòng đổi dạ Và hẹp hòi ích kỷ nhất là khi họ biết mình bị phản bội Đàn bà có thể chấp nhận tha thứ, cam chịu nhưng đàn ông lại không Vì sĩ diện tự tôn của họ quá lớn anh tôi lại ngược lại Với những suy nghĩ đó Anh bị vợ phản bội Nuôi con tu hú Nhưng chẳng oán trách hành học gì cả Anh Quang Anh tôi là người đàn ông trầm tính Sống và yêu hết mình Hồi trẻ anh gặp và yêu chị Hoa Trong một lần đi công tác ở tỉnh Sau năm tháng yêu Anh chị tiến đến hôn nhân Và chị lỡ có bầu hai tháng rồi Ai cũng cảnh báo anh tôi cẩn thận kèo đồ vò vì cưới gấp. Chị Hoa lại là người lẳng lơ không được trung tình. Thế nhưng anh tôi gạt bỏ hết, anh vẫn yêu thương chị, tin chị tuyệt đối, trở thành vợ chồng. Anh lo cho vợ con từng ly từng tí một. Anh khó chịu khi ai đó tiêu đùa, nói gì không hay về vợ con anh. Chị Hoa được chồng chiều chẳng bắt làm gì Việc nhà anh đều làm hết Anh nói Anh xót vợ Anh không muốn vợ khổ Ai cũng nói chị sướng Vậy mà cưới được 5 năm Thì tin giữ đến với gia đình anh chị Chị Hoa bị ung thư Điều mà không ai ngờ đến Nhất là anh Thời điểm chị bệnh Anh chăm chỉ chu đáo Chiều chị hết ý Anh ít nói hơn Thờ già nhiều nên gương mặt già đi vì suy nghĩ. Nhìn cách anh chăm sóc và yêu thương vợ con, tôi cũng thấy mừng cho anh chị. Tiếc rằng họ chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường ngắn. Mọi thứ khủng khiếp tưởng chừng đã chấm dứt khi chị yếu rồi qua đời. Nhưng ngày chị rút hơi thở cuối cùng, chị tâm sự trăng đối với anh rằng Cô Thắng không phải con của anh Mất vợ Con lại không phải con của mình Cảm giác đau khổ Phản bội đó Tôi cứ nghĩ anh sẽ hóa điên Đuổi cô Thắng về ngoại Đối xử với nó không ra gì Nhưng cách để tút chật lên đầu thằng bé Vậy mà Xong tang lễ vợ Anh công bố bí mật khủng khiếp này Nhà vợ có ý nhận nuôi cháu Nhưng anh Quang từ chối Và nuôi nó trước sự ngăn cấm của gia đình tôi vợ không còn anh cứ lui thủi một mình nuôi cu thắng mà chẳng đi bước nữa chẳng qua lại với người phụ nữ nào cả tôi hỏi anh vì sao tốt với con riêng của vợ anh chỉ cười và bảo đó là món quà vợ để lại cho anh anh sẽ giữ và thay vợ chăm sóc con thật tốt anh tôi cũng không giấu con về mối quan hệ không phải ruột thịt của cả hai nhưng thật may Thằng bé yêu quý anh tôi như bố ruột Nên nó biết ơn anh lắm Một mình ôm trọn cô đơn Vậy mà sau 18 năm Thắng đã trưởng thành Đi làm Anh tôi sức khỏe ngày một yếu hơn Rồi một hôm bất ngờ Anh bị đột quỵ Phải vào viện cấp cứu Không rõ tình hình sức khỏe anh như thế nào Bác sĩ kêu Anh phải chuyển máu gấp Mà bệnh viện còn thiếu nhóm máu của anh Vậy là thắng sung phong tuyển máu cho bố Đứa trẻ năm ấy giờ đã là thanh niên trưởng thành Đầy trách nhiệm Thay vì chỉ chuyển máu cho bố Nó còn tâm sự với tôi tiện làm luôn xét nghiệm huyết thống Nó muốn một lần khẳng định lại sự thật Anh tôi và nó không có quan hệ huyết thống Tôi đồng ý Để thằng bé làm điều nó muốn Vậy mà kết quả khiến tất cả chúng tôi bất ngờ Thắng và anh Quang là bố con ruột Như vậy Lời trăng tối của chị Hoa năm nào là sai Thắng là con trai của anh tôi thật Có lẽ thời điểm có con Chị qua lại cùng lúc với người đàn ông khác Và nghĩ rằng Thắng là con của anh ta Anh tôi biết tin này Mừng lắm Cuối cùng sự hy sinh của anh tôi Cũng được đền đáp xứng đáng Vâng Kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai Mẹ chồng thương con trai làm việc nhà Nên mắng mỏ tôi quá đáng Hành động của chồng sau đó khiến tôi càng choáng hơn Tôi và chồng cũ yêu nhau Rồi kết hôn chớp nhoáng chỉ trong 3 tháng quen biết Thực ra khi đó tôi chưa có ý định lấy chồng Nhưng do bố mẹ thúc giục lắm Mẹ tâm sự Con đã 27 tuổi rồi Đừng kén chọn nhiều làm gì Lấy chồng rồi sinh con cho bố mẹ Bế bồng tuổi đã già rồi Đúng là bạn bè Cùng trang lứa của tôi Đều đã yên bể ra thất Chỉ còn mỗi mình tôi đơn độc Nên bố mẹ rút ruột là phải Một phần vì thương bố mẹ Một phần thấy chồng cũng phù hợp Mẹ chồng tương lai Thì có vẻ hiền lành Tính tình cởi mở Nên tôi đồng ý lên xe hoa Nhưng ngay khi ngày cưới dù ở riêng nhưng tôi biết mẹ chồng hoàn toàn không như những gì tôi nghĩ trước đây Mỗi lần đến chơi Bà liên tục soi mói tôi từng ly từng tí Khiến tôi cùng cực khó chịu Có nhiều điều Bà không hài lòng về tôi Nhưng lại không bày tỏ trước mặt Liên tục nói xấu sau lưng tôi với người khác Đã như vậy rồi Thì chồng càng làm tôi thất vọng hơn Lúc ở bên tôi Anh rất nghe lời Còn trước mặt mẹ anh Thì anh như biến thành con người khác Tôi với chồng đã giao kèo với nhau, phân chia công việc nhà đều. Nếu như tôi nấu cơm thì anh rửa bát và ngược lại. Cả hai chúng tôi đều đi làm và kiếm tiền như nhau, nên không thể để mọi việc dồn hết cho tôi được. Có những lúc công việc áp lực tôi rất mệt mỏi, chồng cũng đồng ý quan điểm với tôi. Nhưng hễ mẹ chồng đến thấy con trai làm việc nhà thì bà lại than thở, "Con trai à, con bắt đầu làm việc này từ khi nào?" nhìn con như thế thật chẳng đáng là đàn ông Hãy dừng lại đi Việc nhà là của phụ nữ Để cho vợ con làm Con như thế hàng xóm láng giềng Cười vào mặt con cho đấy Chồng tôi thấy mẹ nói vậy Là được thể không làm gì cả Thậm chí anh đang nấu cơm bỏ dở Đó rồi gọi tôi là nốt Có hôm tôi tức điên rồi to tiếng với anh Nhưng anh vẫn chứng nào Tật nấy mỗi lúc mẹ đến chơi Mẹ chồng còn trách móng tôi con làm con dâu kiểu gì thế Làm vợ mà không biết tề ra nội tợ chăm chồng Con lo mà nấu nướng cho nó ăn tử tế Nếu không đừng tách mẹ Lần đó tôi không chịu nổi phản kháng Con là vợ của con trai mẹ Con không phải là bảo mẫu Càng không phải giúp việc của nhà này Anh Thắng đã đồng ý san trải việc nhà với con Sao mẹ cứ phải can thiệp làm gì Con nghĩ điều đó cũng tốt vì sau này sinh con thì anh ấy có thể giúp con được khi bận bịu. Nghe tôi nói xong, mẹ chồng định cho tôi một cái tát, nhưng những như bà đã kìm nén được. Chứng kiến cảnh này, chồng tôi chẳng những không can ngăn mà im bặt như chưa hề có chuyện gì. Tôi thực sự choáng váng, lẽ ra anh phải nói hộ tôi một câu, đằng này bỏ lơ như người ngoài cuộc. Cả đêm nằm suy nghĩ, ngày hôm sau tôi quyết tâm đâm đơn ly hôn rồi về nhà ngoại. Hôm sau mẹ chồng gọi điện cho tôi bảo Về nhà đoàn tụ với con trai bà Nhưng tôi không chịu Tôi rất sợ quay về Rồi mọi việc lại như cũ Thà giờ tôi đau khổ một lần Rồi thôi Còn hơn cứ phải sống trong cảnh chớ trêu Không thoải mái Bị soi xét Đến mệt phần vâng, Hai câu chuyện đến đây là kết thúc Mong quý vị lắng nghe Cũng như bình luận chia sẻ Tôi rất chân thành Cảm ơn Đến đây tôi xin chào Và hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo.